Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp theo sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ đến với một thí sinh tiếp theo, cũng là một cái cô gái mà phấn đấu vô cùng trong cả luyện tập lẫn giảm cân. Và ngày hôm nay, bài nhảy của bạn sẽ lựa chọn một ca khúc của một trong ba vị giám khảo. Nu ơi. Dạ. Nu có thể hát chay cho các bạn nghe một đoạn trong một cái bài nào mà Nu thích nhất không? Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai lỡ quên bao câu ước thề, như cái chuyện người muốn ra đi chẳng tiếc thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm hy vọng, chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng. Xóa hết nỗi buồn, gạt đi giọt. Đúng là tới lúc gạt là kêu người ta gạt giùm ha. Vô tình Ú Phước Thịnh lại hát ngay cái bài mà thí sinh chọn. Thưa quý vị, gạt đi nước mắt với Nga Nguyễn. Sinh ra ở miền núi cho nên địa hình như vậy với Nga không phải là vấn đề. Mà vấn đề Nga sợ nhất đấy chính là những cái đường rất là nhỏ, ít người lại qua, rồi chủ động gạt những cái gai, những cái cây nó tứa vào người, nó xước. Cái con côn trùng nhỏ bắn vào người, toàn bộ từ trên đỉnh đầu ngõ chân nó dị ứng ngứa và khó chịu. Vừa nắng vừa nóng thế nhưng mà Nga với Lộc thi nhau hát. Cứ đến đoạn nào mà thấy phong cảnh hữu tình và phù hợp một cái thì lại đổi bài. Thực sự thì hôm nay là một cái trải nghiệm rất thú vị và rất là vui luôn. Trong cái quá trình giảm cân của Nga thì việc cắt giảm lượng đường nó ảnh hưởng nhiều đến mình nhất. Trong lúc mà tập bài nhảy ấy, Nga thường không có nhớ bài này. Hải cầm cái mũ lưỡi chai, Hải làm anh bặc một phát. Mặt Hải như quả dưa lê luôn, ngồi xuống một chỗ, không nói, không gì hết. Có những lúc mà Nga thực sự biết rằng là Hải đã nản. Hải ơi, chẳng qua là chị không được ăn đường nên là máu lên não chậm. Những lúc như vậy chị hy vọng là em đừng có giận chị. Chị rất là thoải mái mỗi khi đi mà nhìn thấy em cười. Chị muốn nắm tay em đi được xa nhất có thể và chị sẽ thiết kế free cho em. Anh đến bao nỗi cô đơn từng ngày, đêm giây phút nhớ em từng giờ, làm sao xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Anh ngóng trông mãi mỗi hôm vụng dại, anh khát khao mãi đôi tay ngày nào là xi vã quá khứ mà thôi. Đi lãnh tiền viện trợ cưng chứ bây giờ nó quýnh quá rồi, bây giờ làm sao giờ. Tuyệt vời, một tràng vỗ tay nồng nhiệt thưa quý vị. Nga Nguyễn và Duy Hải, hôm nay các bạn thấy cái bài này hay không ạ? Có ấn tượng không ạ? Và để có được cái bài này á, là hai bạn này á là gây lộn, coi như đôi khi là không muốn nhìn mặt nhau luôn trong hậu trường ấy. Nhưng sau đó rồi dằn cân nóng xuống, nắm tay nhau để có được cái tác phẩm ngày hôm nay. Cũng đáng chứ đúng không em? Xin mời ba vị giám khảo, mời Nu. Tất cả mọi cái gia vị nó đều trang chứa và đầy đủ. Không phải vì cái bài của mình mà Nu khen, vì đôi khi cái bài hát của Nu, Nu cảm nhận nó qua một cách khác. Nhưng đến khi mà xem hai người nhảy với nhau, Nu quên mất đây là cuộc thi bước nhảy ngàn cân. Nu có nghĩ rằng là hai người này đang rất là nhập tâm. Ngày hôm nay những cái động tác, những cái cử chỉ, đến những cái điều nhỏ nhất như vậy, các bạn đều
nêm nếm các bạn đều bỏ vào trong đó, đong đầy tất cả các tình cảm của các bạn. Có lẽ lúc này bản thân các bạn cũng chính là người chưa thoát ra được với cái nhân vật mà chính các bạn đã xây dựng trong cái bài diễn vừa rồi. Tôi thấy được cái sự thù hận ở đó, tôi thấy được cái sự giằn xé khủng khiếp ở đó. Và đó là tất cả những cái gì Jazz cần. Nu nghĩ rằng là những yếu tố về cái cảm xúc Nu nâng lên như thế này cũng đủ để cho khán giả ủng hộ cho các bạn thật là nhiều rồi. Còn về phần kỹ thuật và về những cái điều khác, anh Hưng và anh John Huy Trần sẽ góp ý cho các bạn. Nhưng lúc này Nu rất rất là muốn chúc mừng các bạn vì đã hoàn thành tốt cái bài thi như vậy. Và cảm ơn vì các bạn đã chọn bài hát đó. Hôm nay Nu nói như nhà diễn thuyết vậy. Lần trước em nói không hay anh Thành. Hôm nay em nói xuất sắc được chưa? Cảm ơn em. Bên Đàm. Bây giờ thì tôi biết vì sao mà Hiếu Đoàn thường xuyên vắng mặt trong những cái buổi tập nhảy trong cái live show của tôi. Vì là đã dành thời gian quá nhiều để biên đạo cái bài diễn này nó xuất sắc như vậy. Nga Nguyễn, em là một trong số ít thí sinh có thể trao tận tay anh cái cảm xúc nó rất là mãnh liệt. Cảm xúc nó có thật luôn khi anh xem, có những lúc mà anh bị nghẹn người hoặc là cái nó dâng trào lên, rất là đồng cảm với em. Mỗi một tuần em càng cho mọi người thấy là cái phong cách của em nó được định hình rất là rõ nét. Anh thấy được cái sự hy sinh của các bạn diễn, không phải một mình Duy Hải không, mà tất cả các bạn, các partner của thí sinh đều rất là đáng ghi nhận khi mà chấp nhận té, chấp nhận quăng, chấp nhận bị tát, chấp nhận mọi thứ đau thương, chỉ đợi lấy 3 phút thăng hoa để khán giả vỗ tay mà em phải đánh đổi cả bao nhiêu tiếng đồng hồ, cả tuần lễ trời như vậy. Đúng là hy sinh về nghệ thuật. Chúc mừng cả em. Em xin phép nha. Em quay ra đây một tí. Cái này người ta gọi là phấn che khuyết điểm. Nếu mà mình bôi nhẹ nó đi, quý vị sẽ thấy trong này là cả một cái vết bầm. Bây giờ nó vẫn còn sưng. Quý vị thấy cái vai này nó to hơn cái vai này. Cũng là hy sinh dễ sợ lắm để có được cái bài này. Nên là thôi, hai đứa đừng giận nhau nhé. Coi như là như mình tạo cảm xúc để diễn cho hay. Ôm nhau một cái đi rồi nha. Cảm ơn em. Mời John. Câu chuyện trong cái bài này nó hay. Và cái thể loại này là lyrical jazz. Mình lấy cái cảm hứng theo cái lời trong cái bài hát. Thì một câu chuyện hay, diễn xuất, cảm xúc. Nhưng trong cái bài này, cái động tác phải tốt, cái kỹ thuật phải hay. Và em cũng có hai điều đó. Có nghĩa là có tất cả đúng không? Có tất cả luôn. Okay. Mỗi tuần lúc tập bài thì anh hay gặp hai bạn. Không bao giờ thấy tụi em đứng như vậy, cầm tay nhau, cười với nhau, luôn luôn ngồi xa nhau và giận nhau và liếc nhau. Hôm nay tụi em phải ôm nhau rất là chất và hạnh phúc với nhau. Chúc mừng hai em. Xin lỗi Hải, chị nghĩ là chị muốn đi tiếp cùng với em. Em xin lỗi chị Nga vì thật sự thì em rất là hay nóng tính và khó chịu. Em xin sửa lại. Yeah. Thưa quý vị, trong cuộc đời tôi hay thường nói với những người yêu của tôi rằng tôi không bao giờ sợ người có lỗi. Tôi chỉ sợ người luôn có lý do cho cái lỗi của mình. Và có lỗi, biết xin lỗi thì thế giới này tuyệt vời biết bao nhiêu, phải không ạ? Cho em hỏi anh Trấn Thành, anh xin lỗi mấy lần? Thật sự ra thì cái đó anh gửi mail anh cũng không nhớ nữa. Thưa quý vị, chúng ta hãy bình chọn cho các bạn ấy. Nếu quý vị cho rằng tiết mục này sẽ được giám khảo bình chọn là tốt nhất tuần bằng cách nhắn tin BN khoảng cách 02 gửi về 8369. Mỗi một tin nhắn sẽ là 3.000 đồng cho Nga Nguyễn và Duy Hải. Tôi nghĩ là điểm số của giám khảo dành cho họ cũng không thể thấp được. Xin mời Nu Phước Thịnh. 10. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. 9 điểm. Và John Huy Trần. 9 điểm. Điểm trung bình của bạn hiện nay có được từ ban giám khảo là 9,3. Xin chúc mừng. Mời bạn tiến về bàn cân. Thưa quý vị, nếu như chúng ta theo dõi chương trình ngay từ đầu, chúng ta thấy Nga Nguyễn đã xuống một số cân cũng rất là đáng kể. Cân nặng cũ là 74,5 và cân nặng hiện tại là 71,7 kg. Bạn xuống được 2,8 kg, tương đương với 3.8%. Tổng điểm của bạn là 13,1 điểm. Chúc mừng bạn. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành.